Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, trong tuần qua tại thành phố Đà Lạt, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng khoa học công nghệ truy xuất nguồn gốc trong sản xuất, giải pháp hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Tham dự hội thảo về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Phạm S, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp và các nông dân nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hội thảo đã giới thiệu hệ thống truy xuất nguồn gốc mã số mã vạch tại Việt Nam theo tiêu chuẩn toàn cầu, đang thực hiện thí điểm tại trang trại bò sữa và nhà máy sữa Đà Lạt Miêu. Thông qua hệ thống này, các kiểm soát viên có thể kiểm tra nông trại, quá trình thu mua, vận chuyển và hệ thống phân phối bằng quy chuẩn mã vạch. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, đánh giá đây là một trong những chương trình có ý nghĩa thiết thực trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp thông minh, và khẳng định với sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, thì Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để đáp ứng hệ thống truy xuất nguồn gốc mã số mã vạch. Thì trong cái vấn đề cái quản trị về cái truy xuất nguồn gốc là một trong những giải pháp ứng dụng cái công nghệ quản trị từng bước theo hướng là cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta xác định nguồn gốc trong nông sản đặt ra. Và hiện nay với nói về nông nghiệp thông minh, hiện nay toàn quốc chúng ta là khoảng 52 doanh nghiệp đã tiệm cận nông nghiệp thông minh. Bởi vì để hoàn chỉnh một cái doanh nghiệp, một cái nông nghiệp thông minh này chưa có đủ được điều kiện. Ngay cái Đông Nam Á, ngay cái Việt Nam chưa có, mà chúng ta trong thời gian qua tiệm cận thứ nhất đó là chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin, truy xuất nguồn gốc VR và cái giải pháp về IoT, chủ yếu IoT thôi. Và riêng ở Lâm Đồng hiện nay đã cũng 26 doanh nghiệp tiếp cận. Do đó việc triển khai cái đề án này là rất thuận lợi. Thì nếu chúng ta ứng dụng cái truy xuất nguồn gốc theo cái hướng cái đề án 100 này, thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái giai đoạn về chứng nhận hữu cơ. Hiện nay Việt Nam chúng ta là thực hiện rất nhiều năm mà chỉ có cái quyết định là 1014 đó về tiêu chuẩn hữu cơ mới ban hành cách đây 2 năm. Nhưng cái tổ chức chứng nhận của nông sản hữu cơ chúng ta Việt Nam rất ít, phải là chi phí, phải là thuê các nước ngoài cho nên chi phí rất lớn. Nhưng nếu chúng ta ứng dụng đồng bộ về cái giải pháp truy xuất nguồn gốc theo đề án này sẽ giúp cho được rút ngắn về cái hữu cơ, bởi vì được liên thông kết nối tham gia cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tại hội thảo, các chuyên gia của Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đã trao đổi những kiến thức cơ bản của truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, các quy định của quốc tế và của Việt Nam đối với truy xuất nguồn gốc nông sản hàng hóa. Một số mô hình trong nước và ngoài nước được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc nông sản hàng hóa và những vấn đề đặt ra về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa đối với tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, các ý kiến cho rằng, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với Lâm Đồng là hết sức cần thiết, khi tỉnh có rất nhiều sản phẩm nông sản mang tính đặc thù và có lợi thế phát triển như sản phẩm cà phê, chè, mật ong, sữa, rau củ, v.v. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, đây là một việc hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam chúng ta để làm sao cho người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước biết được, hiểu được cái sản phẩm hàng hóa người ta đang dùng, người ta đang quản bán thì chúng ta quản lý đến đâu, và người tiêu dùng biết được cái sản phẩm hàng hóa đó từ đâu, có đảm bảo vệ sinh hay không vệ sinh, từ doanh nghiệp nào sản xuất, nơi nào sản xuất. Qua đây chúng ta thấy truy xuất nguồn gốc là việc hết sức quan trọng, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý một cách có bài bản, nguyên tắc đúng và kiểm soát được cái sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, và sẽ nếu như sản phẩm hàng hóa xảy ra vấn đề không tốt thì có thể truy xuất truy nguyên được doanh nghiệp nào sản xuất khi nào và có biện pháp cách thức xử lý kịp thời, không nên ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Còn đối với người tiêu dùng, khi một sản phẩm hàng hóa được truy xuất thì người ta sẽ được rất minh bạch, giúp cho người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm hàng hóa phù hợp hoặc là lựa chọn những sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc rồi, và rất minh bạch như vậy người ta sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa đấy khẳng định được sản phẩm hàng hóa đấy có an toàn hay đảm bảo cho người tiêu dùng hay không. Đơn vị chúng tôi cũng đang chuẩn bị triển khai cái truy xuất nguồn gốc. Và tôi nghĩ rằng vấn đề truy xuất nguồn gốc thì rất là cần thiết, bởi vì khách hàng bây giờ họ đều muốn tìm hiểu kỹ về cái thông tin sản phẩm, và khi khách hàng có những cái thông tin đầy đủ về sản phẩm, về cái truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì họ sẽ có lòng tin hơn với sản phẩm. Bản thân mình là người sản xuất trực tiếp thì khi mình tạo ra cái sản phẩm, mình cũng mong muốn là cái sản phẩm của mình có được cái chứng nhận để cho người tiêu dùng họ an tâm với cái việc tiêu dùng sản phẩm của mình. Bởi vì hiện nay thì trong cái ma trận của các loại nông sản thì giữa cái có chứng nhận và không chứng nhận chứ không có được rõ ràng, do đó là bản thân người tiêu dùng cũng không an tâm trong cái việc dùng sản phẩm. Và khi mà nói rằng sản phẩm sạch thì nói với nhau như thế thôi nhưng cũng chưa có một cái chứng nhận nào, và khi mà có cái chứng nhận thì cái việc định giá sản phẩm nó sẽ chuẩn hơn và nó tạo một cái đầu ra ổn định cho.
Hội thảo là dịp giúp cho các doanh nghiệp cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, có kế hoạch ứng phó với khó khăn thách thức trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, tận dụng tốt cơ hội ứng dụng khoa học và công nghệ trong truy xuất nguồn gốc. Đồng thời để các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh nắm bắt kiến thức về khoa học và công nghệ, cũng như nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đối với hoạt động này, để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh xây dựng kế hoạch lộ trình ứng dụng quản lý cho phù hợp trong thời gian tới. Bà con và các bạn thân mến, với giá sầu riêng tăng cao, đặc biệt sầu riêng ở huyện Đạ Oai, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và luôn có giá tốt hơn so với các vùng miền khác, thì cây sầu riêng đã thực sự là cây trồng giúp nông dân làm giàu. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi kinh nghiệm trồng sầu riêng của một nông dân có kinh nghiệm lâu năm ở huyện Đạ Oai. Đây là 1,5 hectare sầu riêng hơn 20 năm tuổi của hộ gia đình anh Lương Đăng Khoa ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai. Cũng như nhiều gia đình khác ở Đạ Oai, trước đây anh Khoa cũng trồng nhiều loại cây trồng như điều, măng cụt, cà phê. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy sầu riêng có tiềm năng kinh tế, anh đã dần loại bỏ các loại cây trồng khác và tập trung vào sầu riêng. Không phụ sự kỳ vọng, những năm gần đây giá sầu riêng tăng cao đã giúp anh có được nguồn thu nhập ổn định. Nói chung là cái hệ thống mình phải đầu tư thì cũng rất là tốn kém. Từ tưới nước cho đến là xịt thuốc. Vì cái cây này là cây dài ngày mà nó lại cao nữa. Thế đâm ra là mình cũng, nếu mà mình dùng tay thì dùng tưới bằng tay hoặc là xịt thuốc bằng tay thì nó cũng được. Thế nhưng mà nó tốn rất là nhiều công và nó cũng rất là vất vả. Thế cho nên là tôi mới đầu tư cái hệ thống tưới rồi xịt thuốc tự động này, nó cho nó giảm bớt cái chi phí ngày công này, thì nó giảm bớt ngày công này thì nó cũng hiệu quả hơn so với lại là mình dùng bằng tay. Từ khi huyện Đạ Oai phát triển trồng sầu riêng theo hướng Việt Gáp, ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác sầu riêng, thì anh Khoa cũng là một trong những nông hộ đi đầu trong việc đưa công nghệ vào sản xuất. Hơn 1,5 hectare sầu riêng này đều được anh lắp đặt hệ thống tưới nước, phun thuốc tự động. Những cái năm gần đây thì do cái giá cả thị trường nó được mùa, được giá thì bà con nông dân cũng rất là phấn khởi. Nói chung trồng sầu riêng thì ở cái khu vực Hà Lâm, xã Hà Lâm này thì cũng rất là nhiều nhà vườn người ta cũng làm. Thế nhưng mà thực tế ra thì cái cây sầu riêng này nó đòi hỏi rất là nhiều các cái kỹ thuật về chăm sóc cũng như là về cái phân bón. Ở đất đồi thì tôi thấy riêng ở cái vùng đồi núi cao rồi thế này mình bón, nói chung là cái lượng hữu cơ nó hàng ngày, hàng năm á, mình bổ sung vào đất cho cây sầu riêng nhiều á, thì nó cây nó phát triển bền vững. Thế còn nếu như mình bón hóa học nhiều thì nó sau nhiều năm mà nó bị chua đất rồi nó cũng kháng nhiều sâu bệnh lắm, thì nó không được khỏe mạnh. Cái vườn của tôi đây thì tôi chủ yếu là cũng dùng các cái sản phẩm phân bón hữu cơ của công ty Thiên Sinh Comic. Thì từ ngày tôi cách đây 3 năm nay tôi dùng thì thấy là cái phân Comic này trên cây sầu riêng nó rất là hợp, nó rất là tốt. Trước đây những cây sầu riêng này là sầu riêng hạt, sau này anh cải tạo và ghép giống sầu riêng Thái. Năng suất mỗi mùa sầu riêng đạt từ 20 đến 30 tấn. Với giá sầu riêng mấy năm gần đây đều dao động ở mức từ 50 đến 70 ngàn đồng một ký, thì mỗi năm gia đình anh Khoa thu về không dưới 1 tỷ đồng. Trồng sầu riêng theo hướng Việt Gáp đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế thực sự cho bà con nông dân Đạ Oai. Cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu sầu riêng sản xuất sạch từ vườn để nâng cao thu nhập cho chính người nông dân, thì thương hiệu sầu riêng Đạ Oai vẫn đang là thế mạnh chinh phục người tiêu dùng trong nước. Thưa bà con và các bạn, việc bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng theo từng giai đoạn là vấn đề quan trọng, đặc biệt là khi cây ở giai đoạn vào cơm.
Sau đây là một số biện pháp về chế độ dinh dưỡng cho cây sầu riêng trong giai đoạn này. Thông thường có 4 lần bón phân chính trong một vụ trái: bón sau thu hoạch, bón trước khi ra hoa, bón sau khi đậu trái và cuối cùng là bón trước khi thu hoạch một tháng. Trong giai đoạn vào cơm, ngoài việc cung cấp đầy đủ các chất cơ bản như đạm, lân, kali, nhà vườn cần bổ sung thêm các yếu tố trung vi lượng để cây phát triển tốt. Hàm lượng phân bón cho cây trưởng thành như sau: 2 kg ure trên một cây, 2 kg kali trên một cây. Đối với phân lân do lâu tan nên cần được bón sớm cho cây vào thời điểm sau thu hoạch trước đó. Lượng phân này được chia làm 2 lần bón. Lần thứ nhất là sau khi cây đậu trái, lần thứ hai vào khoảng từ 6 đến 8 tuần trước khi thu hoạch. Nếu không sử dụng phân đơn thì cũng có thể áp dụng cùng hàm lượng trên khi dùng phân hỗn hợp. Trong giai đoạn này, chủ yếu chỉ bón phân đạm và kali là chính vì các loại phân khác đã được bón ở giai đoạn trước. Việc bón phân cho cây phải được thực hiện thường xuyên cho đến trước khi thu hoạch một tháng. Điều này giúp cho hiệu quả phân bón cao, chất lượng trái tốt. Lưu ý, trong giai đoạn này, cần bón nhiều đạm nhưng không bón nhiều cho cây vào thời điểm trước khi thu hoạch một tháng vì sẽ làm chất lượng trái giảm, kéo dài thời gian trái chín. Do đó, trước thu hoạch một tháng, nhà vườn chú ý bón phân đạm với hàm lượng giảm dần và chủ yếu chỉ bón kali là chính. Nếu nhà vườn chú ý thực hiện tốt phương pháp chăm sóc dinh dưỡng cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm, sẽ giúp cho cây cho năng suất cao và chất lượng trái tốt. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.